sinh của Tân An, của Long An. Ba tháng rồi, 4 năm. Giờ là anh muốn cái trái mình nó căng da ra ha, mỏng vỏ. Cho nó nở đít. Rồi đợt này xài thêm cái thằng Fluvit Gel á. Fluvit Gel thì nó làm chứ nó không có đúng nở. Rồi. Nó còn túm đít. Nó phải giải cái vấn đề là nhanh đít này nè, kết hợp với căng da mỏng vỏ và đặc biệt nó nặng ký lắm. Fluvit Gel á, đó thành phần nó cao cấp. Rồi đây trái rất là nhiều này. Cái này là mấy năm rồi anh? Coi như 3 tháng nữa là 4 năm. 3 tháng nữa là 4 năm ha. Như mấy cây này xử lý được không ha? Cái này thì còn xử lý được. Chứ tôi nhiệm vụ đó là đốt mốt. Đây, ở đây trái nhiều này. Trái như vậy rồi làm bông thì anh không nên đi lân. Đi lân chạy thì nó bị sù trái, nó dày vỏ hơn. Cỡ này nhiều trái đây nuôi nổi không? Cây này nè. Cái này thì như vậy thì được rồi. Đợt này thì không cần làm bông thêm đâu. Cho nó ra truyền bao nhiêu thì cho nó ra thôi. Cái thợ mình phun dưỡng trái. Đợt rồi là anh phun qua một đợt, hai đợt đúng không? Hai đợt dưỡng trái thấy nó sao? Đỡ hơn không? Thấy nó cũng xinh xinh đẹp đẹp bóng bóng rồi đúng không? Đây. Nhưng mà nó chưa có nở đứt được. Sao mình phun có hai lần mà. Nè nó còn vậy nè. Rồi kết hợp đợt này tưới là đợt trước là chưa tưới đúng không? Chưa. Rồi đợt này tưới thằng Fluvit Gel. Anh xài Fluvit Gel làm ca mắt á thì anh không cần xài NPK nhiều, mình hạn chế xài đi, mình giảm đi tầm 80% á, tại vì giờ NPK nó cao quá thì mình nên xài Fluvit Gel thì nó làm căng da ra này, mỏng vỏ. Sau này ăn cái trái mình nó rất là ngọt, nó lên màu đẹp. Đó là cái hàng mới. Đi vào ngoài luôn anh. Được. Cái này trái nhiều này. Ồ. Trái này nó cho ra tự nhiên hay là mình làm bông anh? Cái này mình ép nhẹ đúng không? Ép nhẹ nhẹ. À. Cái bo đó rồi. Cái bo dưỡng thôi. Mời cặp B lại mấy cái dòng thảo mầm. Mình xịt thêm. Ở đây bán dịp Tết thì có giá. Hôm nay mấy một số cây nó hơi vàng này. Mấy cái cây như vậy nám nó, anh lấy cái cắt cái bao á, bao che lại, cắt cái dạng mà chóp nón che lại cho nó che, rồi mưa gió nó bay sạch hết đó. Đi trước đã, đi như cây này là xử lý lại được không? Cái này phục hồi rễ, phục hồi rễ lại đó, xanh lại được. Thấy nó mấy cây mà muốn phục hồi thì mình cái trái nào mà cảm thấy nó hư á thì bỏ bớt đi, mình ưu tiên phục hồi. Cái này hồi xưa là anh trồng nổi này, không còn sâu này. Này là tốt này. Sau này nó hạn chế bị suy cây. Rồi phun bổ dưỡng là rít 10 amino sữa thì nó xanh này. Cảm thấy nó xanh nó bóng này. Dạ, rít 10 với lại combi. Luân phiên là bổ đôi bó kẽm Wonder đó. Mấy cái bổ đó mình xịt định kỳ thôi. Được rồi thì anh chưa tưới gốc. Đợt này mình tưới thêm. Đúng đích vậy đó. Đó, nói chung là mình phải hỗ trợ đa chiều, như vậy cái cây mình nó mới khỏe được. Đó, đợt này giải quyết được cho anh cái vấn đề này. Nó phải dày nè, phải cái dòng đó mình tính ra chi phí nó rẻ lắm, nó không bao nhiêu hết, một cây là tầm 5.000 thôi, nhưng mình giải quyết được cái tình trạng này. Nó túm đít. Đấy, đít sổ trái này. Đó, mấy cây mà đang nuôi trái thì làm bông là mình phun thôi. Mình không cần đi lân đâu. Nên nó sổ trái. Xong rồi tôi đi ra cái phân gà, cầu đập rồi trái cái da nó đang thui. Thôi đi phân gà nhiều á. Thứ nhất là cái da mình nó không được có xanh, nó bị xám. Đẹp gì nó xám màu. Thứ hai là bị sồ này, dày vỏ này. Thứ ba nó cũng túm cái đít lại luôn. Đó là ba vấn đề đó. Mình đi á, mình đi chia nhỏ ra đi. Và anh đi vào tầm tháng 11 thôi. Da mùa giữa mùa mưa và mùa khô á, thì mình nên đi phân gà đó thôi. Thời điểm đó là hợp lý nhất và nên đi ít thôi, không nên đi nhiều. Đi nhiều cây mình nó khó lắm. Đợt đó đi nhiều quá. Cây dẫn đi bao hả? Cái này phân bò. À, phân bò mình cũng bỏ từ từ ra thôi. Anh thì có ủ qua chưa? Để êm vậy luôn là từ từ nó mục. Có ủ Trichoderma chưa hay là men vi sinh chưa? À, chưa. Không nên ủ. Phân nào cũng vậy, nên ủ hoài. Ủ hoài mới được. Đúng, nên ủ hoài. Không là nấm bệnh này kia. Anh mà lỡ để ra như vậy rồi á, anh lấy cái men vi sinh á, anh pha rồi chích. Anh chích 4 cái gốc. Rồi để tầm thời gian tầm 2-3 tháng đợi nó phân hủy hết á, sau đó mình rải ra quân tán. Cái này mình cho làm cỏ đi, sau đó mình rải ra quân tán. Như vậy thì nó đỡ bị nấm bệnh hơn. Anh mà không ủ á thì cái nấm vi sinh vật á nó hại nhiều lắm. Thì sau này nó cây mình nó dễ nấm bệnh, nó dễ bị vàng như vậy này. Vàng yếu rễ lại nấm Phytophthora nó hại cây. Nó bị này bọn. À. Cái này chủ yếu là do bộ rễ thôi.
rễ màu ở dưới nó có nó bị thối rễ chứ. Thối rễ. Thường thường cái rễ mới khỏe là anh đào ra nó thấy cái tơ rễ cám mà trắng. Thì đó cái rễ như vậy cây mới sung được. Còn như mấy cây xanh này thì đào xuống rễ thấy thơm lắm. Dạ. Còn mấy cây vàng vàng là đào rễ thối. Trước là hầu như là mình bấm hết cành ông thanh ha. Cành bán trái á. Hồi xưa anh bấm hết này đó. Mới bấm dọn bớt trống quá trời rập. Dạ. Nhưng mình chừa như đây cũng đủ xài rồi. Dạ, cũng đủ mấy cành trên này nè. Đủ xài rồi. Thường là mấy cái ngọn như vậy nè, ngọn đi lên như vậy nè. Là mình dùng kỹ thuật mình phủi ngọn. Thấy không? Thấy một ngọn không? Một ngọn đi lên như vậy nè. Thì anh tuốt đầu ngọn này cho em. Tuốt đầu ngọn này đến tầm khoảng 20 phân. Đó, thì sau này nó sẽ bung ra một chùm như vậy này. Đó, thì sau này mình sẽ lấy ra một chùm trái, nó dễ hơn. Đó, sau này mình cứ cắt cành tạo tán thêm. Anh á như cái nhánh này ra đây. Phủi đầu nó cho em luôn. Rồi cắt bỏ. Rồi, phủi đây. Không cắt, phủi luôn. Thì sau này nó sẽ bung ra những cái chùm ở đây này, những cái nếp lá này nó sẽ bung ra những cái cành mang trái mình sau. Sau này mình để trái. Đó, ví dụ anh lấy bưởi chuyền á thì anh phải cần nhiều cái cành như vậy. Để mình lấy ví dụ được một cành á chỉ lấy một trái thôi. Anh mà để trái cặp thì sau này nó không hiệu quả, với lại nó màu nó không đẹp. Đó, cứ như vậy thôi. Anh ra nó ra chùm như vậy này. Nó sẽ ra một chùm như vậy. Thấy không? Đó, mình tuốt là nó ra một chùm như vậy thì một cành mình để một trái. Đó, thì sau này bưởi chuyền nó hợp lý hơn. Ví dụ sau này á những cái cành mà ra nông thân á thì anh cũng hạn chế cắt. Nếu dày quá nó rợp quá thì mình cắt thôi. Sau này mình để trái được nhiều hơn. Tại vì bưởi chuyền mình lấy trái liên tục mà. Đó. Ở đây thì ví dụ anh làm bưởi Tết thì nó không được giá thì mình tính công thức làm bưởi chuyền thôi. Bưởi chuyền thì đi phân nó cũng dễ lắm. Nhiều quá bán không hết. Dạ, nhiều quá bán không hết nên nó không được giá hơn so với cái bưởi mình đi thường xuyên. Dạ. Chết luôn. Hôm nay là được nó vậy đó. Dạ. Nó. Sau này anh theo chỉnh cái trình á là anh đảm bảo cho anh là nó không sồ như vậy đâu. Nó không có sồ. Trái thì rất là đẹp. Đó, giờ mình giải quyết cái hiện tượng này thôi, mình sẽ phun các dòng mà dưỡng trái kết hợp với đợt này thì bà con mình xài thêm cái dòng Fluvit Gel của công ty nông nghiệp Xanh á. Cái dòng Fluvit Gel là cái dòng Fluvit là một cái axit phân tử bậc cao của axit humic. Đó, như vậy thì nó cái phân tử đó thì cây mình nó dễ hấp thu. Được. Thường thường bà con xài là hay xài cái axit amin á và axit Fluvit á. Đó thì bà con mình phun vào thì còn dạ, axit Fluvit á. Có mấy ông nông nghiệp Xanh ghé cho phun axit Fluvit thì bà con mình sẽ tưới vào cây. Mấy ông nông nghiệp Xanh. Cái thùng 10 kg bà con mình có thể pha được cho là 8.000 lít thì mỗi cây như vậy á thì bà con mình sẽ tưới cho mình là tầm 20 đến 30 lít. Vị trí một thùng á thì bà con mình xài được là 250 đến 300 cây. Nhưng nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là sồ trái dày vỏ này cho bà con. Fluvit rất là đặc biệt, đó là một cái hàng cao cấp. Đó. Sau này thì nó đỡ tình trạng nó bị dày nha. Hiện tại nó chuẩn bị sồ rồi này. Vì sao nó dày vỏ? Nó không được tròn, không được tròn á, trong cái thời kỳ mà anh biết xả nhụy á là nó thiếu cái trung vi lượng. Là cái temít á, cái temít bên mình á nó xấu nhiều lắm. Đó, đúng rồi. Nó thiếu chất á nên nó đâu đầy đủ đâu. Thường thường là ví dụ mình đi mình chỉ biết là đi NPK thôi với lại phân gà hữu cơ. Còn lại mình thiếu đi cái trung vi lượng thì cái trái mình nó không tròn. Ra trái giòn không đẹp. Cái lại bị nóng này. Ví gì nữa không? Diệp sáp. Diệp sáp nhiều. Diệp sáp quá. Sáp. Thịt không nấu nữa. Sáp rệp kim này. Con đang trắng là con rệp kim này. Đó rệp kim này trên thân nhiều. Kim này cái đợt này. Tôi mới rửa từ cây tôi rửa. Rồi, tôi xịt cái bình cái máy mà rửa rửa xe đó. Anh xịt cái gì? Tôi xịt nước. Xịt nước thôi không, đợt này pha thêm thuốc á. Pha thêm thuốc hoặc là em biết công thức mà đánh bọc đô á. Biết chơi bọc đô không? Là pha đồng sulfat với lại vôi á. Nước vôi của mình á. Là mình pha, ví dụ anh pha cho 2kg đồng này. Đồng sulfat của mình á. Cộng với 4kg vôi. Mình vào phi 200 lít. Mình đánh bọc đô xong mình phun. Tẩy rửa vườn luôn. Sau này nó cũng đỡ bị tình trạng nó nóng bệnh luôn. Đầu mùa mưa là nên chơi vậy. Nó rẻ. Làm đồng với lại vôi mình thôi. Vôi thì anh ngâm vào mình lấy nước vô trong á. Mình xịt. Vôi mà anh để vào nó sôi á. Đó, vậy mình xịt thế thôi. Mình xịt. Đánh từ thân cành lá mình đánh hết luôn. Thì nó xịt. Đỡ tình trạng rệp sáp. Hoặc là nếu mà không tốn công thì lấy cái dòng bên em á, dòng tẩy rửa vườn á, thuộc dạng là tinh chất của canxi. Phun vào thì nó bị khô cái rệp kim này. Cái dòng tẩy rửa vườn á thì nó đỡ bị rệp sáp này kia luôn. Vậy cho thuốc xịt. Đó. Con rệp sáp này nè.
với con rịp kim là nó vô cái già đúng rồi thì xấu quá. Rịp kim thì sau này nó bị hay bị khô cành á, nó sẽ ăn ra cái cành này này. Đúng rồi, ví dụ cành nhện mình lấy trái đúng không, thì đây rịp kim này nó phát tán nhanh lắm, kim này ăn nó từ khô cành hết này. Cành nhện này sau này lấy trái là chất lượng này, nhện ở đây nó tròn nó to, sau này lấy trái thuộc kia nó loại một hết này. Quan trọng là cách mình đi phân lại thôi, nó hợp lý, nó đỡ bị sồ trái và dày vỏ. Ở đây là anh trồng được 500 cây. Khoảng cách là cũng 6 mét ha. Cây này 6 mét không? Ở đó. 6 năm. Hồi trước thì mình lên mô cao rồi thì nó đỡ bị vàng lá thối rễ thôi. Giờ mình chăm lại từ từ. Bà con mình cũng nên tránh, mình cắt những cái cành trong thân này này. Sau này mình lấy trái chuyền thì mình hạn chế cắt đi. Tại vì những cái cành này á, trong thân là sau này mình để trái này. Ví dụ ông này này. À, thì sau này mình để ra chuyện mấy cái cành này là biết sao nó nhuyễn quá với nó đứng vậy nè. Rồi nữa nó có trái cái nó dính vô cái cây này nó cũng không có không, ra đấy không gì. Nó có trái nó sẽ bẻ ra như vậy, nó không dính đâu. Nó có trái nó sẽ ví dụ nặng xuống là cái cành mình nó sẽ vít ra như vậy này, chứ không phải là nó cứ thẳng lên vậy là nó đứng lên đâu. Đó, anh mà để như vậy sau này mình mới lấy trái trùng chỗ này được. Cái cành nó bị rịp sáp đó, nó đèo rịp sáp là rịp kim đó, thì lâu kim. Ngày nó cũng khô cành đi, khô cành đó. Đây mấy cành vậy thì mình làm được. Đợt này thì xử lý tiếp cái lứa bể tết cho anh. Này chủ yếu mình phun thôi, với lại mình tưới cái cam mắc để nó hỗ trợ nó phân hóa mầm hoa nhiều hơn. Mới xịt điệp sáp với sầu đục trái hôm qua. Cái đó xịt cho nó 2 lần đó. Qua xịt là chạy như cái vườn này xịt là 13 phi thuốc. Thằng này bị nhiều rồi, xịt cho nó 2 lần với cách nhau tầm 5 ngày. Hôm nay tôi tưới rồi tôi xịt, xịt nước rồi tôi đỡ bớt chứ không dữ lắm, ghê lắm. Thì sau này nó khô cành hết à, nó bị sau này cái trái mình đó, nó đỡ, nó còn ăn vào cái trái này đây, ăn từ từ vào cái trái nữa. Rồi sau này ra hoa nó ăn vào hoa này kia này kia, làm cho mình mất năng suất, trái mình không đẹp. Trái đẹp. Vậy thôi. Đây mình dưỡng trái lại thôi. Cái này bị nắng hay là tại mình sống quá nè, sao là cái cây nó thiếu dinh dưỡng? Nắng là do nắng. Do nắng. Chủ yếu là mình anh bị trống quá, với lại anh để trái đầu cành đó thì nó dễ bị nám nắng. Tại sao mà anh làm những cái vườn của em là nó không bị nám nắng? Tại vì em chủ yếu em lấy trái trong này. Lấy trái ở những cành trong thân đó. Cái video em quay đó, trái xanh tròn đều đó là em khỏi che, không có bao trái. Mà nó nằm trong này tại vì nó có cái thân lá này này. Nó che rồi, còn trái ngoài này á thì nó bị nám là vì nắng, chủ yếu là nắng thôi nè. Ví dụ nắng hướng này này nó hắt vào thì nó bị nám bên này. Nắng quá, nắng. Đấy anh lấy cái bao á, đừng lấy cái này, lấy cái này nó ướt, khi mưa xuống nó ướt, nó bị độ ẩm cao nó dễ bị rệp sáp hơn. Mấy cây này thuộc dạng cũng yếu rễ anh nhìn bộ lá bị yếu rễ. Lâu lâu định kỳ là anh tưới xài thêm cái dòng kích rễ cho nó. Để mà cỏ vậy á, là bón phân cỏ nó ăn hết rồi. Cây mình đâu có ăn được đâu. Cho làm cỏ, cắt cỏ đi. Đá như vậy chỉnh cái đá lại, sau này nó đẹp hơn. Ví dụ để đánh cặp thì sau này nó dễ bị nám đây nè. Thì nó không đẹp. Thì nó dính vô, nó đụng với nhau rồi nó không bị cái này, nó cũng bị thúi. Nhiều khi thúi rồi con sâu, con rệp sáp nó ăn đây nè. Thì sau này ví dụ một cành nhện nó để một trái xa nhau thôi. Đây trái này, rồi sau này là mình để dưới này trái. Bên này trái, một cành để một trái thôi. Này để trái thôi. Nó tiện hơn. Đúng, sau này tính, chăm sóc. Nó tính rất nhiều ghê. Vừa nãy anh phun một lần bao nhiêu phi? 11 phi. 11 phi thì xài thêm cái bộ dự trái kết hợp mình tưới. Tưới cái thùng đó thì không bao nhiêu đâu. Lấy tầm 2 thùng là tới được 500 cây á. Đó, thùng phun vết keo đó mình giải quyết được cái tình trạng sồ, dày vỏ, lên màu nặng ký. Sau này cái màu nó đẹp hơn. Dòng đó dòng cao cấp á. Đó mình xài nó hiệu quả.